Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Thành phố sống đẹp của truyền hình Nhân dân. Chương trình được phát sóng hàng tuần trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, xung quanh cuộc sống chúng ta có biết bao câu chuyện kể về những tấm gương người tốt, những việc làm bình dị của những con người rất đổi bình thường, nhưng mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hôm nay, chuyên mục Thành phố sống đẹp sẽ kể cùng quý vị câu chuyện của một người phụ nữ, dù tuổi cao, nhưng bà đã và đang dành tâm huyết làm một công việc hết sức cao cả. Đó là khắc họa chân dung những bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp mọi miền đất nước trong hành trình gần 10 năm qua. Đó là họa sĩ Đặng Ái Việt, 73 tuổi, là hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ hưu trí Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Quê bà ở tỉnh Tiền Giang, hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kỷ niệm đáng nhớ của họa sĩ Đặng Ái Việt khi bà tìm đến xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để vẽ chân dung cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Khánh. Mẹ có chồng và con hy sinh trong đợt tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại Sài Gòn. Bản thân mẹ tham gia du kích, nuôi dấu cán bộ cách mạng. Mặc dù tuổi cao, nhưng mẹ Khánh vẫn đang còn rất minh mẫn. Được họa sĩ Ái Việt về đây vẽ chân dung, mẹ vui lắm. Thì trẻ tốt và vui chứ sao? Đẹp lắm mà tôi mừng lắm. Nào chưa có vụ này á. Mong muốn ghi lại hình ảnh các mẹ Việt Nam anh hùng là lý tưởng được họa sĩ Đặng Ái Việt ấp ủ rất lâu. Từ những năm còn giảng dạy ở trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, bà dự định là khi về hưu sẽ bắt tay thực hiện. Mọi việc đang được chuẩn bị thì năm 2007, người bạn đời của họa sĩ Đặng Ái Việt là đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân, anh hùng lao động Phạm Khắc, nguyên giám đốc đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đột ngột qua đời. Nỗi đau quá lớn khiến mọi dự định của bà đành phải tạm gác lại. Và khi niềm đau riêng nguôi ngoai, bà lại quyết tâm lên đường, vừa hoàn thành mục tiêu đã đề ra, vừa để thực hiện lời hứa với người chồng, người đồng đội của mình. Cái chuyến hành trình của tôi tất cả nó là sâu chuỗi lại, nó là hàng đống những câu chuyện, những tâm sự mà các mẹ gửi gắm cho tôi. Và chính tôi cũng đang gửi gắm cho thế hệ sau hình ảnh của các mẹ thông qua những bức tranh này. Tìm đến tận nơi các mẹ ở, trước khi vẽ, bà thường dành thời gian trò chuyện, tâm sự để hiểu hoàn cảnh từng người. Bởi thế, hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng qua nét cọ của họa sĩ Đặng Ái Việt không chỉ đặc tả gương mặt, mà ở mỗi ký họa, mỗi chân dung còn thể hiện được tâm hồn và nỗi đau của từng người mẹ. Mỗi mẹ là một câu chuyện bi hùng. Không ít lần bà vừa vẽ, vừa khóc. Bởi khi đứng trước những tượng đài sừng sững, tận mắt nhìn mẹ đã quá yếu, ánh mắt le lói như ngọn đèn trước gió, bà cảm thấy mình không thể làm gì hơn cho mẹ. Một cảm giác nghẹn nghẹn nơi lồng ngực. Rồi bà ước, giá như mình đến được với mẹ sớm hơn. Giá như mình không bất lực trước thời gian. Chị cũng là tận tình để đến là trước hết thăm viếng gia đình, thăm viếng mẹ, rồi là vẽ chân dung cho mẹ. Đó là cái điều gia đình rất quý. Hành trình xuôi ngược để ký họa chân dung mẹ Việt Nam anh hùng qua 63 tỉnh thành. Tính đến nay, tài sản vô giá của họa sĩ Đặng Ái Việt là ký họa chân dung 2.198 mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là chưa kể chân dung của trên 200 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của 21 tỉnh thành thuộc quân khu 9 và quân khu 7 bà đã hoàn tất. Với tình cảm tri ân sâu sắc nên dù đã ngoài tuổi 70, nữ họa sĩ Đặng Ái Việt vẫn ngược xuôi, rong ruổi trên khắp mọi miền đất nước, cố gắng thực hiện tâm nguyện ký họa ảnh chân dung tất cả các mẹ Việt Nam anh hùng trên đất nước. Nơi nào có mẹ Việt Nam anh hùng thì nữ họa sĩ đều tìm đến vẽ tặng mẹ bức chân dung. Đó là cách mà nữ họa sĩ tri ân những hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi gọi rằng một cái trận chiến đấu khi thắng khi thua. Tôi thắng là vì tôi đến kịp được để vẽ các mẹ. Nhưng tôi thua là vì tôi không đến kịp. Và các mẹ đã ra đi. Đó cái nỗi niềm đó đối với tôi. Tất cả những điều, những ấn tượng đó, những nỗi niềm đó nó kết nối với nhau và nó lại đưa bước chân tôi đi tiếp tục. Trên quãng đường độc hành của mình, bà luôn nhận sự động viên lớn từ gia đình, bè bạn. Ngoài gần chục cuộc triển lãm khắp cả nước, trên 300 bức ký họa chân dung mẹ Việt Nam anh hùng
của họa sĩ Đặng Ái Việt đã được trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và lưu giữ tại đây. Hàng chục bức ký họa khác đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Miền Đông Nam Bộ, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, vân vân. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn mua để sưu tập 70 chân dung mẹ Việt Nam anh hùng và hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số tiền thu được, họa sĩ Đặng Ái Việt đã gửi tặng cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa. Má luôn luôn nghĩ rằng là mình đang chạy đua với thời gian, không phải chạy đua với thời gian chính bản thân má mà chạy đua với thời gian về những cái tác phẩm mà má làm với cái mẹ Việt Nam anh hùng. Thì em nghĩ là em sẽ luôn luôn ủng hộ. Em tự hào rằng tới thời điểm này má là một người rất rất là kiên trì á, và khi đã đặt ra cái dự án này từ lúc đầu là má mới theo đuổi cho đến cùng. Điều mong ước của tôi chính là mong các mẹ bình an, các mẹ thọ để chờ họa sĩ đến, và họa sĩ đến thì mẹ con lại đoàn viên, lại tâm sự. Một mình với chiếc xe máy cà tàng làm bạn đồng hành, người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn đã bước qua tuổi thất thập, vượt suối, băng rừng hàng chục ngàn cây số, từ Bắc chí Nam, từ nơi địa đầu tổ quốc Lũng Cú đến đất mũi Cà Mau, từ vùng rừng núi hoang vu đến những thôn làng xa xôi hẻo lánh. Bà đã in dấu chân mình, bà chọn hành trình đến với các mẹ Việt Nam anh hùng như một cách để tri ân những người mẹ của tổ quốc thân yêu. Quý vị thân mến, những hình ảnh về nữ họa sĩ Đặng Ái Việt trên hành trình thiện nguyện của mình cũng đã khép lại chương trình Thành phố Sống Đẹp của chúng tôi. Chương trình rất mong quý vị giới thiệu cho chương trình những việc làm ý nghĩa, những tấm gương người tốt việc tốt, cũng như các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, để chúng ta cùng lan tỏa câu chuyện nghĩa tình nơi thành phố mang tên Bác. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo.